cái đám hiến Tám pháp hiến tám trong nước phước này ấy. ăn thôi, tám trong nước này ăn đi, Vâng, em ăn tám đâu. trong nước này chị em mình phải vạch trần nó. Lúc nãy em cũng vừa nhờ Trung Vũ lấy lại cái video của Sĩ Đang hôm mà nó kêu gọi mọi người biểu tình, xong rồi có cái đoạn con Hồng Đào nó nói xấu đảng liếc các thứ, là đòi lật đổ chế độ đảng cộng sản, đòi thành lập đảng này đảng kia, giữ lại. Xong là Trung Vũ bảo tí em đăng lên tường nhà em cho mọi người cứ chia sẻ. Nó định kiện em chị ạ, khổ nỗi nó định kiện em, bảo em vu cáo nó. Thế cơ, đúng dân chủ cuội nó lắm trò thật đấy. Thông cảm đi em, thông cảm đi, nó que mà, nó đâu có xảo trá, nó đâu có thành con que đâu. Hà My phải cười, Đó. cười cho nó tức chơi, cười cho nó chết mẹ Em nó luôn. anh Trần Em Hạo Nam nhé, chào chào tất cả em. mọi người. Đó, cái nick này Nó nick mới của ăn em đi hoài các diễn. Vâng, nó ăn hết xít nữa vậy. Nó Sĩ ăn Đăng Nguyễn cũng mất luôn nick. Còn mỗi nick Trung Vũ nó bảo mật tốt thì còn giữ được. Anh Lưu Ly thì cũng có nguy cơ. Thế nhiều lúc sập sinh sập sinh. Thằng Duy Nguyễn này, mỗi nick Duy Nguyễn này nó rồi. ác nhất, nó ăn hẳn luôn á. Trời ơi, chị nó quất hai cái luôn á. Mà cái Hà Mi chắc mai lấy được á. Cái Hà Mi thì nó giam 4 ngày. Ô, anh Trần Hạo Nam chưa có cái đường link của Sĩ Đang à? Lát nữa em tàng anh vô nhà Sĩ Đang để anh qua đó anh kiểm tra nó, xong là anh cắt những cái đoạn video clip nó mang tính chất phá hoại phản động nhiều nhất ấy, xong là nó còn cho các bọn phản động có cái ba que ở hải ngoại lên diễn đàn của nó để tuyên truyền xuyên tạc. Nó thì nó không không tuyên truyền xuyên tạc mấy đâu. Không, thằng Sĩ Đang á, chị hồi cách đây 3 tháng trước á là chị lên diễn đàn chị chỉ vô mặt nó luôn rồi. Thằng này hả, là thằng này mạnh đó, nó tuyên truyền mạnh cho em nó sao mà ít được. Thằng Sĩ Đang á, nó xảo Vâng. trá đó. Chị lên cách đây 3 tháng rồi chị nói vậy này, mày là cái thằng phản động, mày là tuyên truyền. Cái hướng nói là chị á, là có bằng chứng gì, tao phải cần bằng chứng. Tao nhìn cái mặt mày, cái tư cách của mày là phản động. Cái bắt đầu nó đưa ra cái hiến pháp cho chị, tao nói mày phải cần đọc hiến pháp cho tao. Bữa nay hả chị chụp nó hả, toàn lên đã cho bao quen những thằng lũ phản động lên không, nó hả lên mấy diễn đàn kia cũng toàn là lũ phản động không. Thằng Sĩ Đan á là thằng đó là xảo trá lắm, Vâng, Sĩ cái thằng Đang đó xong mà là cái thằng nó Đa Nhi En nữa chị ạ. Còn thằng Đa Nhi thằng En đó đi, nữa. thằng nào đi em á, giờ lúc mình ngó nó còn cái đường nó hơn thằng Sĩ Đan. Còn thì thằng Sĩ Đan Vâng. là ráo mặt luôn rồi. Thằng Sĩ Đan là thằng xảo trá, cái mặt xương sắc thằng xảo trá. Còn thằng Sĩ Đan á, quên này, thằng ADN á, nó còn thực một tí xíu. Còn thằng Sĩ Đan là thằng xảo trá. Chị lên lần Đúng đầu tiên cách rồi. đây 3 tháng trước hả, là chị rạch vô mặt nó luôn. Nó nói chị có bằng cớ gì không mà nó là phản động. Tôi nói mày là cái thằng phản động, thằng tuyên truyền. Nó không cần gì nói nhiều với tao hết á. Cái bắt đầu nó mà ao chị xuống, khi nó mà chửi chị đó. Đằng này nó ra mặt luôn rồi, nó lên lên diễn đàn của ông thầy chùa, nó kêu gọi xuống đi biểu tình đó. Cũng đức chị đăng lên cái mà lên diễn đàn của ông thầy chùa đó. Của ông thầy chùa là ông Ờ, thằng 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 nó tên gì mà quên rồi, cái thằng gì mà mập mập chứ con heo nọc đó. ngoài Thầy hay trong chùa gì mà nước? cái thằng trong bữa đức chị có đăng lên Hà My đó, cái thằng thầy chùa gì mà chị quên rồi ta. Cái thằng thầy chùa là tên gì mà chị quên rồi này, thằng mập mập mà trẻ trẻ đó. Giả thì tu á. Thế thằng ấy ở trong nước hay sao đó? Còn cứ Thằng tưởng ADN đúng hắn rồi, lên. nó còn chưa đường lui. Đúng, anh Hậu Nam anh nói chính xác với em đó. Thằng ADN gì chứ nó có một cái đường nó hơn. Còn thằng Sĩ Đan là thằng này là thằng giáo, thằng xảo trá, cái mặt nó là không bao giờ mà nó không đi được. 3 tháng trước nó mới mở diễn đàn là chị lên chị phập nó ngay trước mặt liền. Còn cái bữa khi mà nó xuống biểu tình, nó không dân không xuống một đầu hả, nó tức nó lồi ra mặt luôn, nó tức mà cái mặt nó lồi ra luôn á. Chị dưới gì kìa mẹ, chị chữ nó không còn một cái gì hết. Mày là cái thằng xảo trá, cái mặt thằng mày là thằng xương sắc, thằng đó Đúng hả nó rồi, cái chỉ đường đi giết người thôi. thằng này là nó chuyên cứ lôi luật đất đai, luật cái hiến pháp ra là nó cứ hù dọa tất cả mọi người ấy. Nó lúc nãy hù đòi kiện em tội vu khống, bảo được rồi để tao lấy cái chứng cớ mày tuyên truyền xuyên tạc phản động mày xem.
Nó Tao thách cho mày thua đó, nói mày thua đi. Thách cho mày thua đó. Nói mày thua được tao cho mày tiền thêm, nói vậy. Thua được chắc tao cho nó mày không tiền dám thêm. thưa đâu, nó nói vậy thôi. Vâng, em cảm ơn chú Em nhé, vừa chào nick mọi nó người, lại chúc hết em đi, chúng nhân năm. lại nick về hết. Vâng. Hử? Dạ, Em nói sao? em sẽ làm mấy nick nữa để chiến với cái đám này. Bây giờ cái đám ba sọc ở hải ngoại thì bọn em thấy bọn nó mở diễn đàn thì tố nhau chui vào đó để kích nhóm này nhóm kia để nó chiến đấu nhau cho nó loạn xịn ngậu hết cả lên, nên em làm cái nick loạn xạ này. Đấy. Ừ. Còn cái đám trong nước thì mấy chị em mình phải tố những cái thằng mà nó có nguy cơ tuyên truyền kêu Bây gọi giờ nhiều nhất. là không không cần gì hết, tại trong nước á là bây giờ mình đưa ra cái những cái đồng tính thì lộ hàng thẳng đồng để cho nhà nước sư Đúng rồi. tụi này đang nóng núm ở trong lòng đất đất Việt Nam, thì chính quyền nó đang nằm trong chính quyền đất Việt Nam này thì có tiền có được bóp mấy cái đứa này được. Còn cái lũ Huỳnh này cho Trường chính Ca quyền núm đầu là nó. công công an chính thức thông báo là tạm giam 4 tháng để điều tra khởi tố rồi đó. Huỳnh Trường Ca ấy chị. Để cho cái lũ này nó về thân nhà thằng IDM thì mình còn có cái đường nó, chứ còn một thằng Sĩ Đan là không bao giờ được. Thằng Sĩ Đan là bị lừa vô vốn. Sĩ Đang này phải xử. Thì, Cho anh Trần Hạo Nam lên, em cảm ơn chị, chào tất cả mọi người. ừ. Em Rồi em về rồi anh Hồ Nam tíu đói. rồi anh Hồ Nam nói giống ý nghĩ của em ở chỗ đó đó. Thằng Sĩ Đan là thằng này là nó bây giờ nó y với một thằng côn nhé, ý anh ý là em giống giống em với anh ý giống nhau, ý giống nhau. Em chào anh cũng hạt hai bọn mày ác nói bọn mày thấy sao nè, nói cho ngồi mà nói cho Trần Minh nè nghe, theo chúng bay lụt ba que bay á mới mà chết chưa, cái lụt chúng bay đâu có làm gì cho đất nước Việt Nam này mà nó tao bưng bô không bưng bô, tao chấp nhận bưng bô của đất nước của tao thì lấy sao, còn hơn là bưng bô cái lụt hoạt động của chúng bay hả, đất nước người ta đây yên bình vậy hả, tao bưng bô bưng bô ai, tao chấp nhận bưng bô đất nước này thì sao, tao bưng bô ai, tao chấp nhận bưng bô đất nước này thì sao, cái lũ phản động của chúng mày hả hả Trần Minh, tối ngày hả giết sạch đốt sạch chúng bay vậy hả, là bay bưng bô như vậy là được hả, bay chưa á, bay chưa lên hả, bay chưa lật đổ cộng sản mà bay chúng bay mà còn tàn bạo như vậy, còn mà lật đổ cộng sản nữa chúng bay còn tàn bạo cỡ nào nữa.